Hi, xin chào khán giả của kênh Chí Sì Tin Dừa. Hiện tại Chí Sì Tin Dừa đang ở ngoài muốn báo cho mọi người một tin vui. Đây là kênh của mình đã được bật kiếm tiền. Bây giờ mình đang đi mua đồ để mà ăn mừng. Đã được đủ giờ xem với đủ lượng đăng ký. Giờ vô mua nha. Trong thời gian chờ quán dưới là quán sinh đôi á, đông quá thì bây giờ mình tiếp tục là mình đi kiếm gà nướng nè, gà bên đường là gà thái quán, gà ta, gà gà ri cúc nè, cánh gà nướng nè, đó. Quán này theo bà chị giới thiệu thì khá là ngon. Thì sẵn nay có bà chị xuống thì vô luôn, nhập tiệc luôn hả. Địa chỉ quán gà là ở đây là quốc lộ 50. Quốc lộ 50 để mình qua coi có địa chỉ coi có cạc gì không. Gà gì có gà ác nữa hả? Có gà tre luôn á. Gà tre. Gà nhà đi. Cắt ra luôn đi. Nóng. Để nóng nóng luôn đúng không? Gà mới lấy ra không? Ý là còn nóng không á? Ok. Đây gà, đây gà gì? Đây gà hả? Gà tre. Là nướng trứng lên là nó vậy nè. Con này ăn gà tre nè. Gà tre. Có chân gà. Chiến lợi phẩm. về hứng hức. Đây là thành quả sau khi rồi giờ chúng ta cùng vào và hứng hức ăn mừng. Đây là gà nướng này, hồi nãy là mua ở quán sinh đôi á, là có mấy cái này là mua quốc lộ 50 hết nha. Đây là mực chiên, mực chiên đây, cơm chiên hải sản đây, mực chiên giòn đó, đây là gà. Thì chỗ bán gà là không có bánh mì thì phải mua thêm bánh mì nè, mua thêm ba mấy bánh mì nữa. Đây là gà sắc dưa, sắc đồ chua có sẵn nè, sắc dưa gà rồi, và đương nhiên là không hiểu Sì Tin thì kênh Chí Sì Tin Dừa mà. Bây giờ uống miếng nước, đằng này giờ đi kháng nước quá, uống miếng nước cái xong cái hững hức mà. Rồi mời cả nhà, vậy mời cả nhà dùng với em nha, mời cả nhà dùng. Rồi thưởng thức miếng cái xong rồi. Rồi. Muỗng hả, mấy cái muỗng hả, múc cơm. Này chấm như này. Một con lợn rất là ngon. Nghe gặm gỗm luôn. Rồi vô món gà. Khoái lắm ta. Rồi thử miếng gà đây. Ăn đi. Ủa, thiếu chanh này. Không lấy tắt mình nào. Tắt luôn, cái này nó không cho tiêu. Cho tắt. Dưới mình có tắt không? Xuống nó lấy cho. Có rồi. Thôi giờ mình phải vô nhập tiệc hưởng thức rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Nhớ comment chúc mừng mình bên dưới nha. Kênh mình đạt được kiếm tiền 4.000 giờ xem, 1.000 sub rồi đó. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.